Chào các bạn, mình là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về một vấn đề mà rất là nhiều người mà quan tâm, yêu cầu mình phải giải thích. Mà tới hôm nay mình có thể thời gian để mình làm, đó chính là nói rõ hơn về các loại cùm thắng. Thì cùm thắng, ai cũng biết cái cùm thắng của mình. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó là gì? Nguyên tắc hoạt động của nó là dùng bên thủy lực. Đó, đây là cái cùm. Thì thật ra nó giống như cái bít tông xi lanh mà bác sĩ tiêm chích á. Đấy, thì bên trong nó sẽ là dung dịch, và cái tay nó sẽ là cái cần để mà mình ép cái cây T-bom của nó. Thì nguyên tắc là sao? Thì khi mà để bình thường nó không có sức ép, thì khi mà ép thì dầu nó sẽ đi từ trong đây, nó chạy xuống và nó ép qua con heo, để mà nó đẩy hai cái bố con heo thủy lực siết vào địa thắng. Vậy nên người ta gọi là hệ thống thắng thủy lực là như vậy. Đó, thì ở mỗi hãng xe nó sẽ xài mỗi cùm khác nhau. Thì dĩ nhiên cái cùm á nó sẽ khác nhau về giá tiền và cả về bề ngoài nữa. Thì cùm càng mắc tiền thì có nghĩa là cái bít tông bên trong nó càng to, và đồ đạc bên trong ron cao su nó càng xịn, thì cái độ bền nó xài rất là lâu dài thì không vấn đề. Nhưng mà ở đây sẽ có một cái nữa là mình nên hiểu là mình xài heo gì, là con heo thắng gì. Đó, thì mình sẽ xài cái cùm gì để cho nó phù hợp. Nó giống như là cái câu mà người ta hay nói, không ai dùng cái con dao mổ heo mà để đi cắt cổ gà, vì không có cắt được, đã cắt cái đứt bả luôn cái đầu gà, nên là nó quá dư. Vậy nên mình phải hiểu là xài loại nào để có đưa lại cái hiệu quả thắng tốt nhất mà nó hiệu quả nhất. Thì giữa cùm mô tô và cùm xe máy nó khác nhau gì? Thì ở những cái xe máy chúng ta sẽ xài những con heo zin, giống như là con heo 1 bit hay là con heo 2 bit đi. Thì cái cùm mà nhà sản xuất nó đưa ra, nó áp lực nó chỉ dành vừa đủ cho những cái dòng heo nhỏ đó thôi. Thì khi bắt đầu mà một số người người ta muốn cho thắng ăn hơn, thì có một cái quan niệm sai lầm như này. Ở cái con heo zin của bạn mà bạn muốn thắng ăn hơn, bạn đi thay một cái cùm xịn vô. Người ta có những cái người người ta thay những cái cùm như là RCS 18, 20, hoặc là thay tất cả cùm Rambo Rossi giá ngoài ba mấy triệu. Thì cứ nghĩ là những cái cùm nó gắn vô là thắng nó sẽ ăn 200%, 300%. Nhưng mà thực tế gắn cái cùm xịn nó vào á, cái cảm giác á, bạn vừa mới để tay thắng cho bạn siết vô cái là tự nhiên cái nó hết áp lực, có nghĩa là nó đã căng con heo thắng rồi. Có nghĩa là nó cải thiện cái áp lực thắng đưa xuống con heo mạnh hơn, nhiều hơn. Nhưng mà cái lực thắng của con heo nó không có thay đổi. Thì vì bạn vẫn chỉ là xài con heo zin, nó chỉ có hai bít tông mà nó nhiêu đó thôi. Bạn có ngố một cái bít tông bự cỡ nào đi chăng nữa thì xuống đi, nó cũng chỉ có thể truyền được xuống dưới nhiêu đó chút xíu ép vô mà thôi. Đó. Bởi vì thế nên muốn cải thiện lực thắng thì đầu tiên là mình nên thay con heo trước. Thì thường với những xe nhỏ như Exciter, Winner hay gì đó, mình không có khuyên người ta là thay cái cùm, mà mình khuyên người ta thay con heo. Chẳng hạn như heo zin của mình 1 bit, 2 bit nằm một bên thì lực thắng không mạnh. Mình có thể nâng cấp lên mấy con Rambo 2 bit tông này, là ra nó mạnh hơn gấp rưỡi rồi đó. Hoặc là mình có thể lên những cái con như là con heo CRC. Cái này nó là của Nissan F4. Đây, nó có ghi chữ đây. Đây là F4 Nissan. Thì vì sao nó ghi là F4 Nissan? Tại vì nó nằm trên con xe danh giá của Ý là con MV Agusta F4. Nên con heo này nó dành riêng cái phiên bản đặc biệt cho nó. Và nó rất là nhỏ gọn so với lại con Rambo 2 bit thì nó rất là nhỏ gọn. Nhưng cái lực thắng của nó thì gần như là hơn cái con này 50% rồi. Tại vì thứ nhất là bố thắng nó dài và 4 piston dàn đều hai bên. Đấy, nên lực thắng nó sẽ dĩ nhiên là sẽ mạnh hơn con Rambo 2 bit này. Nhưng mà có một số người ở Việt Nam người ta vẫn hay ưa chuộng cái kiểu như là hàng hiệu là phải Rambo, thì cái đó thì tùy. Nhưng mà mình yêu cầu đầu tiên là mình nên lên heo trước. Thì ở một số dòng như là Rider, Exciter 150, 135, nghĩa là một cái số dòng cái chẳng ba nó nhỏ, thì chúng ta chỉ có thể lên được hai cái loại heo này thôi. Vì sao không lên được những cái heo bự giống như là mấy con heo Rambo M40 của Suzuki GSX hay là cái gì? Thì tại vì khi bạn gắn vào con heo, cái mặt trong nó sẽ bị cạ với mâm. Thì thường những con heo này nó chỉ gắn lên những dòng như là R3
hay là mấy con R15 hay là những cái dòng gì đó mà cái khoảng cách giãn ba nó to thì gắn vào nó sẽ đỡ hơn, hoặc là winner gắn mấy con này thì vừa. Thì quay trở lại với vấn đề cùm thắng, thì nhiều bạn sẽ hỏi nếu mình lên một con heo như thế này thì có phải cần thay cùm thắng không, chẳng hạn như lên con Bramble Hybrid hay con này á, thì mình khuyến cáo bạn xài cùm zin là ok rồi. Những con heo nhỏ này với cùm thắng zin của nó tuy là bốn bít tông nhưng mà áp lực nó chia đều, bạn xài cùm thắng heo nhỏ là nó đã cải thiện gần như là gắn con này vô tăng gấp đôi lực thắng rồi. Rất là nhiều khách của mình xài con này. Còn nếu khi nào bạn lên những con lớn như thế này đấy, nó bốn bít tông lớn là đường dòng nó vô phải nhiều hơn, thì mình vẫn khuyên khách là vẫn có thể gắn con này một con thôi nha, chỉ một con thôi, không cần thay cùm thắng. Tại vì cùm thắng zin thì vẫn có thể đáp ứng được 70% tới 80% của lực thắng này và gắn vô thắng vẫn chuẩn, vẫn an toàn. Nhưng nếu bạn muốn mà cho nó full nội công á, 100% đạt của nó thì bạn sẽ phải lên cùm. Lên cùm mô tô thì nó lại chia làm nhiều loại. Chẳng hạn như đây là một cái cùm zin đi. Đây là cái cùm zin Bramble của con Yamaha R6, đây nó có logo Bramble, toàn bộ Yamaha R6 và R1 từ 2003 2004 trở về tới thời điểm 2014 đều xài một loại này, nó chỉ khác màu thôi, còn lại toàn bộ kết cấu hoạt động của nó là như nhau hết. Thì trên cái con heo Bramble này á, nó sẽ có ghi một cái con số, nó là con số 16. Thì con số này hiển thị của điều gì? Con số này nó hiển thị á là cái đường kính của cái piston trong đây là 16 ly. Đó. Thì với 16 ly thôi thì cái con này nó đã xài được hai con heo Bramble đi theo xe của nó, mỗi con heo 4 bit. Vậy thì khi mình gắn một cái cụm này, cụm 16 thôi, có thể là cụm Nissin cũng được, cụm Bramble cũng được, mà lên mình xài một con heo 4 bit thì vẫn xài ok. Nó sẽ hơi cứng hơn tí xíu nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được con heo vẫn xài good được nó. Nhưng mà một số người mà lỡ, giống như là lỡ mà mua lên những cái cụm đồ chơi đi, đây là một cái cụm Bramble 1920, cụm này chuyên dành để racing thôi, nó không có công tắc stop hay gì hết, nó chỉ đơn giản là cầm dây dầu vào, đường dầu vào, và ở này nó làm cho gọn nhất có thể, tại vì đồ racing nó không có cần cầu kỳ nhiều đấy. Bởi mà lên cái cụm 1920 này á, bạn phải đi tối thiểu là hai con heo. Chứ lên 1920 này bạn đi một con heo không cần biết lớn hay nhỏ thì bạn bóp bạn sẽ không có cảm giác được, bạn vừa đụng vô khều cái nó cứng rồi, nó không có kiểm soát được lực. Nhiều người cứ nghĩ là phải càng cứng là càng tốt, không phải. Cứng nhưng mà khi bóp cái ngón tay mình có cảm giác được nó vô bao nhiêu, nó rơ bao nhiêu, có cảm giác được lực hay không. Bởi vì nhiều người không hiểu cái khái niệm lên cùm. Lên cùm là để làm gì? Chẳng hạn như đây là cái cùm 19 RCS đi. Lên cùm là để khi mà mình bóp vô cái khoảng chạy của thắng đó, nó mình khống chế được cái lực. Nghĩa là khi mà vô đồ xịn mà hai heo xịn rồi cầm xịn, bạn vô bạn bóp, bạn chỉ cần khều nhẹ ngón tay hay gì đó là bạn cảm nhận được nó thắng bao nhiêu ăn. Có nghĩa là mình sẽ cảm nhận qua cái ngón tay mình là cái khoảng thắng mình đưa bao nhiêu lực là sẽ đủ để giảm tốc bấy nhiêu. Còn với những cầm lô á, nó chỉ có hai khoản, là một là ăn hay là không ăn, nó cái cảm giác nó khó cảm giác những cụm thường á đó. Bây giờ vì sao mà tụi sẽ đua, nó sẽ phải xài lên những cái cụm đua bê tông lớn hơn, nhưng mà với điều kiện là những con heo của nó cũng phải lên những cụm heo lớn thì mới xài được. Chứ đừng bao giờ cứ nghĩ là phải đi mua mấy cụm xe đua của Rossi hay gì ba mấy triệu, hay là cụm RCS 5 triệu mấy hay gì, mà chỉ để gắn dùng con heo zin Exeter 1 bit 2 bit, là mấy con heo winner, hoặc là lên cả Bramble 2 bit hay là mấy con Nissin 4 bit này, nó quá dư, mình bóp nó không có cảm giác gì. Bóp vô nó cứng lắm. Nhiều khách đã mua cầm nó về và gắn ngày hôm trước, ngày hôm sau bán liền, chả xài được cái gì. Nói chung là gắn kiểng thì ok, nói chung là bạn có tiền là bạn gắn kiểng ok. Ngay thậm chí ngay cả xe mình đây, con Ducati của mình đây, mình vẫn ưu tiên mình xài cái cầm zin của nó đó, cầm zin của nó, cầm Rambo zin của nó thôi, cầm Rambo logo lớn. Và xài ngay cả mình lên hai con heo Niken vẫn xài ổn, chẳng có vấn đề gì cả, chứ không nhất thiết là phải cứ lên cầm thực sự. Bên nên muốn xài cầm thì trước hết phải coi ăn heo, heo phải đủ to thì mới lên cầm. Rồi một số người nữa, chẳng hạn bây giờ mình lên con heo 4 bit bự này đi, nhưng bây giờ mình đi lỡ mình đi mua cái cầm
Rumble đồ chơi hay gì như thế này gắn vô nó cũng sẽ không có mướt. Thường mình sẽ khuyên khách là sẽ dùng cái cùm bên côn đấy. Đây là một cái cùm bên côn của Rumble gắn cho mấy dòng Ducati. Thì vì sao phải xài dùng cùm côn để qua cùm thắng? Thì cái chuyện mà cái con Rumble Ducati này nó hay cái này, cái cùm Rumble Ducati nó hay lắm, là cái con ốc giữa mà lấy gió với lại ốc gắn dây dầu á, là nó xài chung một loại ren. Có nghĩa là bạn muốn mà cùm thắng hay cùm côn mà như việc xả ra bạn thay gió hay lật qua lật lại thôi. Còn cái ốc dầu thì bạn muốn xoay hướng nào bạn xoay. Bây giờ rất là nhiều người chuộng cái cùm côn này, mua cái cùm côn áp lực nó vừa đủ mướt cho một con heo 2 piston lẫn 4 piston đấy, chứ nó không quá cứng như là giống như mấy cái cùm zin của mô tô mà xài hai con heo. Thì thường mình sẽ khuyên khách nếu mà đi một con heo lớn hay là muốn mà cải thiện lực thắng mà nó mướt là khách nên xài những cái cùm côn Brembo mình lật lại quanh đây đó, rồi mình xài thắng thì nó sẽ mướt và nó đủ áp cho một con heo mà nó xài mình cảm nhận nó tốt hơn. Chứ đừng có cố gắng mà chạy theo những cái cuộc đua vũ trang. Nó thường thì những cái cùm côn á lật qua thắng thì giá nó sẽ rẻ hơn. Chẳng hạn như bình thường một cái cùm thắng mà của Brembo Ducati mà logo lớn hay logo nhỏ thì nó tầm ở mức 3 triệu rưỡi, 3 triệu 3, 3 triệu 2 đó. Còn ví dụ mà lấy mà cùm côn thì nó chỉ khoảng ở mức 2 triệu 8, 3 triệu. Dĩ nhiên là mình rẻ được hơn nhiều mà mình xài vừa đúng cái hiệu suất của nó, chứ không phải là về quan trọng là vấn đề giá tiền, mà có nhiều tiền mà ngắn xài cũng vậy đó. Và một số cái cùm khác mà nếu mà để đi hai heo, chẳng hạn như những người mà người ta đang xài những cái cùm Nissin mà của xe mô tô đi, bây giờ mình muốn mà lên cho nó ngon hơn tí xíu nữa mà giá thành không quá cao thì mình có thể xài mấy con mà Rumble mà của R6 R1, nó có một cái cùm hiệu quả, cùm này rất là được săn, giá của nó dao động khoảng 2 triệu rưỡi tới 2 triệu 7 đó. Còn ví dụ mà ai mà muốn mà lên hơn nữa là bắt đầu xài tới những cùm Rumble mà Rumble đề cao hơn, nó giống như là của Ducati nè, Brembo của Ducati hay là Brembo của mấy con ZX10, 2, 17 đời mới, tất cả những xe đời mới á, hiện giờ thì những cái cùm này nó sẽ giá dao động nó khoảng tầm cỡ 3 triệu 3 tới 3 triệu rưỡi như mình nói. Còn bắt đầu mà lên tới mà bắt đầu tới cùm đồ chơi rồi, cùm đồ chơi, cùm chính hãng mới thì thường người ta sẽ xài có cùm 16 RCS là cùm một heo á, thì nó sẽ tầm 5 triệu rưỡi. Cùm 19 RCS nó cũng giá như đó à. Nhưng mà quan trọng mình phải biết chọn, mình gắn một heo hay hai heo thì nó có hãng Brembo nó cũng phân ra luôn. Thì cùm này á, mình cho nó là cùm để gắn, nói chung là xe mà có sử dụng lưu thông ngoài đường. Vì sao? Vì nó có những cái công tắc stop hay bóp đèn thắng, nhá đèn hay gì đó, thì đó là những cái cùm dành cho mà đường thường. Còn bắt đầu mà muốn những người mà xài đua á, người ta sẽ bắt đầu lên, người ta xài những cái cùm 19, 20 đây. Thì cái cùm này nó khác biệt với cùm chạy ngoài đường là nó chả có công tắc để bóp đèn thắng gì hết, tại vì chạy trong đường đua mà đâu có đèn thắng đâu. Đó, nó sẽ xài cùm này. Còn về cao hơn nữa là những cái giống như là cùm Brembo, Rossi rồi cùm mấy chục triệu đó, thì mình không bao giờ mình xài tới, vì thực ra nó hơi bị dư và mình cũng chẳng có khả năng kinh tế để mình mua được nó. Thì nãy giờ là nói về cùm đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ nói về cái ben đạp đi. Đấy, đây là một cái ben đạp, đây là một cái ben đạp Nissin. Thì đa phần xe lớn xe nhỏ gì zin á thường hay xài Nissin lắm, mấy xe Nhật là xài Nissin hết. Thì với mình á, nếu bạn lên những con heo á, thậm chí mình đã thử ra nha, lên con heo Rambo 2 bit, lên tới Rambo 4 bit, lên heo lớn hay Rambo 6 bit hay gì hết, thì ngay cả con Nissin zin của motor á, nó vẫn đáp ứng đủ cái lực thắng để cho mình sử dụng. Vì sao nhiều bạn sao, vì sao mình lên con heo lớn nhiều phía sao, tại vì mình hay biểu diễn nên mình gắn những con heo lớn để mình muốn là mình vừa đạp một cái là lắp bánh luôn. Thì đó là trong phạm vi biểu diễn. Còn phạm vi đường trường á thì bạn chỉ việc là nâng cấp, có thể là nâng cấp lên con Rainbow 2 biết sao đây là đủ, hoặc là có người ta muốn lên mạnh hơn tí xíu nữa, lên lên con 4 biết xin là đủ rồi. Còn ví dụ mà khi mà bạn gắn cả hai con này mà bạn vẫn chưa thấy phê, bạn gắn lên con 4 bit thôi, bạn chỉ cần quên lỡ đạp một cái là nó thắng cắm đầu nó quăng liền đó. Nhưng mà dĩ nhiên những cái con đó dành cho những người biết xài thì mới xài được tới. Thì bắt đầu về ben thì ben Nissin, nói chung là với dòng mô tô thì tùy vào mình muốn thôi. Chẳng hạn như mình để ben zin Nissin này mình ta gắn heo nào vô khác mình xài cũng được rồi, không cần phải thay. Còn một số người mình ta thích cho lên nó có lên đẹp hơn tí á, thì nó bắt đầu thay lên ben Rumble.
Thật ra cái áp lực giữa bên Rambo Jin với lại bên Nissan Jin đó thì nó cũng như nhau à. Khác là cái gì? Khác thì mấy cái tuổi mà bên Rambo Jin nó sẽ nhẹ hơn. Tại vì tuổi Ý hay tuổi xe xịn nó quan trọng là kiểu dáng rồi nó phải nhẹ hơn. Thì những cái này nó mọi thứ nó nhẹ hơn bao nhiêu miligam á thì nó sẽ cải thiện khác hơn. Đó, thì nó sẽ nhẹ xe hơn. Ngoài ra còn một cái vấn đề nữa mà rất là nhiều người không có hiểu và không có quan tâm, đó chính là cái gì? Cái sợi dây dầu. Đó, dây dầu. Đây là cái dây thông thường của bạn, dây nó bằng cao su. Và đây nó là dây bằng kim loại, nó có bọc kim loại bên trong, ở ngoài nó bọc lớp cao su để nó dưỡng, nó bảo vệ thôi, nhưng thật ra nó là bằng kim loại. Thì sự khác biệt của nhau là cái gì? Nó không phải là chỉ là ánh nhìn thôi bạn. Có nhiều người bây giờ chạy theo phong trào ra chợ Tân Thành mua mấy sợi dây kiểng trăm mấy chục ngàn dây gì đó. Những cái dây đó mình đã từng xài rồi. Xe bạn nếu mà không chạy quá ép nó thì xài ok, chứ còn mà bạn xài theo kiểu bạn hay đập nhiều rồi nóng quá rồi nó tự nổ luôn. Cái dây thắng đang chạy tự nhiên nổ cái bùm rồi xong xì dò áp lực mất thắng. Bây giờ mình không bao giờ mình đi mua hàng chợ mà rẻ tiền. Nếu mà không có tiền cứ xài mẹ nó dây zin dây bự như vậy nó ít khi nào nổ lắm. Nhưng mà cái dở của dây zin này nó là cái gì? Cái dở của dây zin này á là khi mà cái lực thắng từ ben đạp hoặc là từ cùm bạn đưa từ trên đây đến khi mà nó xuống được dưới đây á thì cái quãng đường mà nó đi dây ở đây này nó sẽ bị mất áp lực bao nhiêu phần trăm đó. Chẳng hạn như cái lực chuyền trên tay là 100% thì xuống con heo á, nó sẽ bị giảm trên cái đường chuyền đó đi 10% 5% vậy. Tại vì sao? Vì cái dây cao su này nó giãn áp lực mà nó sẽ giãn nở. Bởi vậy vì thế mà người ta muốn cải thiện lực thắng á, để mà cho từ trên cùm nó xuống dưới con heo á, mà nó gần như là như nhau và nhanh hơn, nó không thay đổi, người ta bắt đầu lên xài lên dây ni lông này. Thường ở nhà mình á thì mình hay mua dây zin của toàn bộ mấy con Ducati mấy xe Ý á, nó tiêu chuẩn là nó phải xài dây này hết rồi. Còn thí dụ mà ai có một số tiền, có những người có tiền người ta thay lên dây đồ chơi của rất là nhiều hãng thì thay được, nhưng mà giá nó mắc lắm, bèo bèo cũng phải từ 700-800 một sợi ngắn rồi tới 1 triệu hơn sợi dài đó. Bởi vì thế nên nếu mà muốn cải thiện cái hệ thống thắng thì đầu tiên sẽ là phải cải thiện con heo. Cải thiện heo xong thêm một sợi dây dầu xịn vô là lúc đó bạn thử cái cùm zin của bạn, nếu bạn thấy bạn thắng smooth rồi, ok good rồi thì không cần phải lên cùm. Còn bạn cảm thấy chưa đã nữa bắt đầu bạn lên cùm, thì lên cùm nếu mà một heo thì bạn lên mấy cùm 16 thôi, hoặc lấy cùm côn quăng qua. Còn nếu bạn đi hai heo bạn lên cùm của bên thắng 16, 18, 19 up lên, tùy vào điều kiện kinh tế mỗi người có một cái xài sử dụng khác nhau. Nhưng mà mình thì mình ưu tiên là xài hai con heo thắng thay lên đồ cao hơn, thay sợi dây dầu lên ngon hơn, còn cùm mình vẫn để zin. Tại do mình là xếp này là mình xài cùm nó zin, nó xài hai con heo rồi đó. Đó là một cái số kiến thức mà mình trang bị cho các bạn về thắng về heo. Chốt lại nghĩa là gì? Phải xài đúng mục đích và đúng nhu cầu. Đừng nên lấy một cái quá dữ mà gắn một cái quá nhỏ bé thì nó sẽ không có hiệu quả. Nó phải đồng đều giữa heo và cừu. Đó là cái điều mà mình mong muốn nói đây.